Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On. Mỗi rider trong Saber, ngoài việc là một chiến binh bảo vệ thế giới, họ còn là thành viên của tổ chức kiếm sĩ Sword of Logos. Tuy mỗi người có thể gia nhập hoặc không, nhưng bọn họ luôn có vũ khí biến hình là một thanh gươm, cũng là biểu tượng đại diện cho rider mà họ biến thân. Kết hợp nó cùng với quyển sách thần kỳ, họ sẽ trở thành được hình dạng hoàn thiện của rider. Vậy nếu chỉ xét riêng lẻ từng thanh kiếm, đâu sẽ là thanh kiếm có quyền năng cũng như sức mạnh to lớn nhất trong toàn bộ những rider trong series Saber? Đó sẽ là nội dung video lần này của chúng ta, xếp hạng tất cả những thanh kiếm trong series Saber. Mình xin lưu ý trước khi bắt đầu vào video, đây chỉ là xét tính năng cũng như sức mạnh của từng thanh gươm, không bao gồm quyển Wonder Book đi kèm cũng như những quyển Wonder Book sau này. Và nếu các bạn mong muốn một clip xét toàn bộ sức mạnh của tất cả những rider, mình sẽ làm video xếp hạng về từng rider, bao gồm tất cả các form, sách cũng như kiếm của rider đó. Còn video lần này chúng ta chỉ bàn về kiếm thôi nhé. Bắt đầu thế giới kỳ ảo Wonder World của Counter Saber nào.